Rồi, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết một chương trình gửi dữ liệu từ máy tính xuống công cộng. Thì cái cổng công cộng này, nếu các bạn sử dụng máy tính đỡ bên thì cái máy tính đời cũ nó sẽ có cái cổng công chính chân. Còn nếu các bạn sử dụng laptop hoặc là các mainboard mới trên máy tính đỡ bên thì cái cổng công này nó không còn nữa. Thì các bạn có thể sử dụng giải pháp là các bạn mua một cái sợi dây cáp, một cái sợi dây cáp nó sẽ chuyển từ cổng dịch bi sang cổng com nha các bạn. Ngoài ra để giao tiếp với điều khiển như là máy tính đó, thì cần phải cái chuẩn logic của cái cổng, của cái chuẩn URD, cái ngõ ra của điều khiển của mình là mức 0 là 0V, mức 1 là 5V đúng không? Trong khi đó cái chuẩn RS232 trên máy tính đó, thì cái mức mức 1 của nó từ hình như là trừ 3 đến trừ 15V hay sao. Còn mức 0 là từ 3 đến 15V. Thì hai cái chuẩn điện áp này nó khác nhau, không thể kết nối trực tiếp với nhau được. Cho nên ở giữa giữa với điều khiển và máy tính và cổng công của máy tính cần có một cái mạch chuyển đổi mức logic ở mức điện áp. Thì thường người ta sẽ sử dụng con IC là mắc 232 để làm cái việc này. Ngoài con IC mắc 232 còn có nhiều loại IC khác nữa, hoặc chỉ sử dụng hai con trăng to hoặc là sử dụng opto thì đều có thể dùng làm cái mạch trung gian để kết nối giữa điều khiển và cổng công của máy tính. Thì cái đó các bạn tự tìm hiểu thêm ở trên mạng ha. Ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn mô phỏng bằng Rotate thôi. Thì trong Rotate nó có cung cấp sẵn cho chúng ta cái cổng công, chúng ta sẽ lấy nó ra. Rồi, chúng ta không sử dụng cái V2 Terminal này nữa, xóa nó đi. Thì trong Rotate các bạn có thể nối trực tiếp rồi, nhưng mà mặt thực tế các bạn cần phải có một cái mạch chuyển đổi logic ở đây nữa, chuyển đổi mức điện áp ở đây, dùng mắc 232, thường là mình dùng mắc 232. Nhớ nha. Ở ngoài mình nối trực tiếp như vậy thì nó sẽ giết chết con quy điều khiển. Rồi thì để mô phỏng trên máy tính thì mình cần có một cái phần mềm để mình tạo ra cái cổng com ảo mà mình kết nối chúng lại với nhau. Thì ở đây mình sử dụng cái phần mềm là V2 Serial Board Driver. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái cặp cổng ảo. Ví dụ mình sẽ tạo cái cặp cổng ảo là cộng 1 và cộng 2 và kết nối với nhau SP. Sau khi tạo xong các bạn có thể tắt phần mềm này. Phần mềm này chỉ có chức năng là tạo và kết nối sẵn hai cổng com này lại với nhau cho chúng ta thôi. Không thể để đây cũng được, các bạn có thể tắt đi cũng được. Thì cái cổng com ở trong Rotate mình sẽ chọn, ở đây mình chọn là gì? Kết nối cộng 1, cộng 2 đúng không? Cộng 1, cộng 2. Hai cổng này đều chưa được mở hết. Thì trong Rotate mình sẽ chọn cái cổng com này là cộng 1 nè. Và trong phần mềm mình sẽ tạo ra sau này mình sẽ chọn cái cổng là cộng cộng 2. Tốc độ bao đây là 9600.
nên mình chạy lên thư, chạy ứng dụng lên thư. Thì các bạn thấy cái cổng cộng 1 lúc này nó đã được mở này. Mở ra chưa? Còn cái cổng cộng 2 mình chưa làm gì hết cho nên nó bị đóng à. Chưa có mở ra, mình dừng mô phỏng. Thì các bạn thấy cộng 1 nó đã đóng lại rồi. Bây giờ mình tiến hành viết à, viết cái phần mềm. Thì mình sử dụng Visual Studio 2010 à. Mình viết bằng ngôn ngữ C#. Rồi mình sẽ tạo ra một cái form đơn giản. Đơn giản chỉ gồm 8 cái nút nhấn để gửi cái số lần lượt 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 xuống để điều khiển 7 cái chân ở bậc 2 à, 8 cái chân ở bậc 2 chứ. À, đây mình chỉ tạo 1, 2 hoặc là 3 cái nút nhấn thôi, còn cái nút còn lại tương tự các bạn có thể tự tạo thêm. Mình lấy thanh tin bốc và kéo thả qua thôi. Rồi mình đổi test cho nó. Cái nút đây sẽ điều khiển chân B2.0. Các bạn nên đặt tên lại à, mình đặt là B20 luôn. Tương tự mình tạo một cái nút nhấn điều khiển chân B2.1. Tên là B21. Cái nút còn lại các bạn làm tương tự, đây mình làm mẫu hai nút thôi. Thì để giao tiếp cộng com mình sẽ lấy ra một cái control đó là serial board ở trong cái khung component ở trên tin box, lấy nó ra double click vào cũng được à, mình đặt tên nó là serial board 1 luôn, không cần đổi tên nữa. Cộng cộng ở đây nó là cộng cộng 2, tốc độ bao bao đâu rồi, tốc độ bao là 9600, data bit là 8. Chế độ giao tiếp bắt tay là không sử dụng chế độ giao tiếp bắt tay nè, bit parity không sử dụng bit parity luôn rồi, ok rồi, nhiều đó thôi. Mình sẽ viết cho sự kiện form log. Các bạn double click vào form. Trong sự kiện form log mình sẽ mở cái cổng com lên. Chấm open. Và thường sự kiện mở cổng com à, khi mở cổng com nó sẽ có thể xảy ra lỗi, cho nên mình sẽ đặt nó trong một cái khối xử lý lỗi try catch. Nếu xảy ra lỗi mình sẽ thông báo ra message box.show
không thể mơ cũng không. Cộng 2 nha. Cho người dùng người ta biết. Trong sự kiện form close mình sẽ đóng cái cộng cộng lại. Chọn vào form này. Chọn vào cái nút tiền xem xét ở đây. Form close. Close hoặc là closing đều được hết rồi. Tùy các bạn thôi. Closing đi. Thì ở đây mình xét if CR bộ 1 chấm open, kiểm tra nó có lên được mới không. Nếu mà nó đang được mở thì chúng ta sẽ đóng nó lại. Thôi còn cái nút B2.0 thì chúng ta làm cái gì? Double click vào nó để chúng ta viết code cho nó. B2.0 chúng ta sử dụng chấm write. Chúng ta sẽ ghi cái gì ra đây. Chúng ta sẽ ghi số 0. Tương tự như vậy. Cho B2.1 thì chúng ta ghi số 1. Các bạn làm thêm cho đủ 8 nút mà. Ở đây mình làm 2 nút rồi. Chọn debug, chạy chương trình thử. Thì khi mình chạy chương trình lên, mình xem cái cổng com 2 ở đây nó có được mở lên hay không. Đợi cho chương trình nó chạy. Đó, mình thấy cái cổng com 2 nó đã mở lên rồi nè. Bây giờ mình mở rotate lên. Mình xem cái cổng com 1 nó cũng được mở ra luôn rồi. Bây giờ chúng ta nhấn vào cái nút B2.0 thử thôi. Nhấn vào thử thì các bạn thấy cái trong B2.0 nó đang ở mức 1, đổi sang mức 0 chưa. Nhấn lần nữa thì nó sáng lên nè. Tương tự như vậy cho B2.1, rất là đơn giản đúng không. Chương trình chúng ta viết chưa tới 10 dòng chưa tới 10 dòng. Chương trình cho con quy điều khiển cũng khoảng tầm 40 mấy 50 dòng thôi, không có nhiều lắm. Vậy là chúng ta đã xây dựng được một cái ứng dụng dùng máy tính để điều khiển thiết bị thông qua cổng ORT cực kỳ đơn giản. Tại sao cho nên chúng ta không bắt chéo chân lại? Thì cái phần mềm này khi mà nó nối hai cái cổng com nhau thì nó tự động nó hiểu là nối chéo với nhau rồi, cho nên không cần phải bắt chéo chân nữa. Mình dừng chương trình lại, đóng form lại. Khi mình đóng form thì cái bọt 2 nó sẽ close lại đúng chưa. Dừng rotate, bọt 2 nó sẽ, bọt 1 nó sẽ close lại.
các bạn để phần mềm này để nó chạy để mình xem cho nó về cũng được, hoặc là tắt nó đi cũng được, chẳng ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ tạo ra một cái cặp cổng cơm ảo, nhiệm vụ của nó là kết nối lại thôi. Mình xin nhắc lại một lần nữa là cái kết nối trực tiếp như thế này thì chỉ dùng để mô phỏng thôi nha. Còn các bạn làm mà thực tế thì ở dưới đây phải có cái mạch chuyển đổi mức điện áp dùng mắc 232. Rồi các bạn cắm vào cổng com. Nếu mà trong máy tính không có cổng com thì các bạn dùng cái cáp chuyển đổi từ ZigBee sang com ha. Đây này, cái cáp đây nè, các bạn mua giá nó cũng rẻ, tầm khoảng 100.000. Cái cáp tốt thì cũng khoảng 200.000 đổ lại thôi. Thì các bạn cắm cái cáp này vào máy tính, các bạn cài đặt driver cho nó thì trong phần task device manager nó sẽ hiển thị cho các bạn cái cổng com, các bạn xem trong đó là com bao nhiêu. Ví dụ nó nhận là com 5 thì các bạn lúc các bạn viết chương trình trên Windows Phone các bạn sẽ sửa cái khai báo cổng com lại là com 5, sửa lại cái cổng com tương ứng cho nó đúng là được. Sửa đây ha, trong device manager các bạn nhận là cổng com bao nhiêu thì các bạn sửa lại cái cổng com cho đúng. Thì video của mình đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi.